Thưa quý vị và các bạn, sau 24 ngày không phát sinh ca bệnh COVID-19, sáng nay tỉnh Hưng Yên lại ghi nhận 2 ca bệnh ở huyện Yên Mỹ đã được Bộ Y tế cấp mã số là bệnh nhân 13.376 và bệnh nhân 13.377. Ngay trong sáng nay, huyện Yên Mỹ đã tập trung triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với dịch bệnh. Ngày 20 tháng 6, huyện Yên Mỹ nhận được thông báo từ tỉnh Bình Dương về trường hợp lái xe tuyến Bắc Nam sinh năm 1979, địa chỉ ở thị trấn Yên Mỹ, có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Sau khi thần tốc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, các trường hợp liên quan phát hiện con gái của lái xe này sinh năm 2003 ở thị trấn Yên Mỹ và một đồng nghiệp lái xe sinh năm 1991 ở xã Trung Hưng có kết quả dương tính. Hiện nay thì chúng tôi cũng đã tính toán để làm sao phong tỏa ở mức phù hợp, chứ tránh cái phong tỏa rộng, phạm vi rộng thì ảnh hưởng lớn. Trên cơ sở cái xét nghiệm tầm soát, nếu mà có diễn biến mà có liên quan thì cần thiết để phong tỏa tiếp. Từ 10 giờ sáng nay, 21 tháng 6, huyện Yên Mỹ đã tiến hành phong tỏa ngay 5 khu vực, gồm một phần thôn Nghĩa Trang, thị trấn Yên Mỹ với 1.500 nhân khẩu. 3 thôn là thôn Hạ, Thụy Trang, Đạo Khê của xã Trung Hưng với 6.500 nhân khẩu và phòng khám đa khoa Việt Pháp ở xã Nghĩa Hiệp. Huyện thành lập 8 chốt kiểm soát, chốt chặn lối ra vào các khu vực phong tỏa. Bước đầu truy vết được 53 trường hợp F1 đưa đi cách ly tập trung lấy mẫu xét nghiệm. Hiện nay chúng tôi tiếp tục cho truy vết đến đối tượng là F3 và tổ chức phun khử khuẩn các hộ dân xung quanh với bán kính là khoảng 200m. Xã cũng đã chuẩn bị các cái phương án về lương thực thực phẩm. Thôn to như thôn Đạo Khê là sẽ có khoảng 2 địa điểm để cung cấp, và hai thôn nhỏ là thôn Hạ và thôn Thị Trang là sẽ có một địa điểm cung cấp cái lương thực thực phẩm. Xã sẽ quan tâm đối với các cái hộ nghèo, các cái gia đình chính sách. Ngay sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản hỏa tốc chỉ đạo thần tốc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm ngay các trường hợp liên quan đến 2 ca bệnh ở huyện Yên Mỹ, đồng thời khẩn trương xét nghiệm cho tất cả lái xe tuyến Bắc Nam và tuyến đi qua địa phương có dịch. Huyện Yên Mỹ đang phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp có nguy cơ cao, tăng cường tuyên truyền cho nhân dân đồng thuận và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Nhân dân rất là đồng thuận trong cái việc phòng chống dịch COVID-19. Nếu mà mình không làm không tốt thì nó xảy ra lan rộng trong địa bàn của thôn cũng như thị trấn, thì lúc đấy là thực sự nó còn khó lường hơn, và đặc biệt là cái sự làm ăn của người dân nó sẽ khó khăn hơn. Sau khi trở lại trạng thái bình thường mới được 2 ngày, tỉnh Hưng Yên lại xuất hiện 2 ca bệnh COVID-19 mới, đưa tổng số ca bệnh trong đợt dịch thứ tư này lên con số 39. Dịch bệnh COVID-19 luôn có thể xảy ra mọi lúc, mọi nơi, với bất kỳ ai. Vì vậy, mỗi người cần phải liên tục nâng cao ý thức phòng chống dịch, thực hiện nghiêm thông điệp 5K.